Phúc và Phương Lan rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi xách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình Bố là tất cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay không biết là cặp bố con nào sẽ đến với chương trình đây. Đầu tiên Phương Lan xin được mời bố Văn Phong và bé Khải Minh. Xin mời. Dài quá. Dạ, rất là dễ thương. Và bây giờ đầu tiên thì bố Phong hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả và xin chào hai MC xinh đẹp của chương trình Bố là tất cả. Hôm nay hai ba con đến đây tham gia chương trình á, rất là vui và có một chút gì đó hồi hộp. Em không biết là hiện tại là bố đang làm công việc gì ạ? Bố hiện tại bây giờ bố là một shipper thôi ạ. Shipper là mình giao hàng phải không ạ? Rất là cần thiết cho cuộc sống Lan ha. Giao hàng khắp nơi. Là một công việc rất là có ích đó. Tại vì thật sự là trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ, ngay cả bản thân em cũng vậy. Có nghĩa là nhiều khi công việc mình khá là bận biểu, nhưng mà thực sự là có rất nhiều những cái người shipper giống như là bố đây, cho nên là đã giúp lại loại là cho mình đỡ vất vả hơn rất rất là nhiều. Và thậm chí là có những cái ngày mà em nhớ là có những cái ngày mà ngày mưa, mưa rất là lớn, và thậm chí là khi mà mua đồ ăn đó anh, là tới mà trời mưa như vậy nè, và vẫn là chắc chắn là vẫn sẽ mặc áo mưa, nhưng mà khi mà cầm cái điện thoại ra để mà gọi cho người ta xuống lấy đó, rất là khó khăn luôn. Dạ, mà chưa kể là có rất là nhiều trường hợp là nhiều người lại bom hàng. Em không biết là có bao giờ là bố bị bom hàng chưa? Thật ra là nếu mà là chạy shipper á, thì dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bị bom hàng thôi. Nhưng mà nói chung là cũng có nhiều khách là không bay, người ta quên, ví dụ như người ta đặt người ta ngủ quên, xong mình gọi không được, hoặc người ta để im lặng á, mình gọi không được mà đợi chờ lâu quá thì mình bắt buộc phải hủy. Nhưng mà ý là có cái trường hợp mà em không nói những cái trường hợp người ta bom hàng, thì những trường hợp đó những trường hợp không tốt rồi. Nhưng mà có bao giờ ví dụ như người ta lỡ ta ngủ quên mà sau đó người ta liên hệ lại cho mình để người ta bù đắp cho mình cái việc đó không ạ? Thật ra là có, em cũng đã từng gặp trường hợp là ví dụ em đến giao đồ ăn cho khách, khách đặt xong khách ngủ quên. Xong mới gọi đến chiều khách mới nhớ đến thì mới gọi là em xin lỗi anh, cái phần đó anh cứ giữ dùng đi, rồi xong em cho em số tài khoản sẽ chuyển khoản lại cho anh, em xin lỗi bởi vì em ngủ quên. Thật ra có rất nhiều khách rất là dễ thương ạ. Một cái chia sẻ rất là hay ạ. Và bây giờ Minh ơi, hôm nay cô Lan thấy con mặc một chiếc vest rất là đáng yêu luôn. Bây giờ đầu tiên là Minh hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha con. Xin chào mọi người, con tên là Khải Minh, năm nay con 7 tuổi, con rất vui khi được tham gia chương trình Bố là tất cả. Hôm nay con đi với ba con tên là Nguyễn Văn Phong. Dễ thương quá. Lưu loát mà rõ ràng. Dễ thương, gương mặt rất là sáng, rất là đẹp trai luôn. Và Minh ơi, hôm nay cô Lan thấy con mặc một bộ đồ vest rất là chỉnh chu. Cô Lan không biết là cái bộ đồ này thì ai là người chuẩn bị cho con? Dạ ba. Là bố chuẩn bị. Wow, tính ra là em thấy là bố là chuẩn bị cho bé một bộ đồ rất là đẹp. Cô Lan màu xám xám nè. Đúng rồi, đẹp luôn. Dễ thương. Nhưng mà cho em có thể hỏi thêm một chút là cái cơ duyên nào lại khiến cho bố và bé tham gia chương trình này ạ? Thật ra em có xem ra chương trình này rồi. Thật ra là cái chương trình này sẽ em thấy rất là hay, bởi vì khi mà mình tham gia chương trình mình sẽ có nhiều lúc mình sẽ hiểu được con mình hơn. Bố con, tình cảm bố con sẽ gắn kết hơn. Nên là em mới đăng ký để cho hai ba con thử sức, thử tham gia xem, rồi xem là mình hiểu được con mình bao nhiêu phần trăm. Và em hy vọng là chương trình sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho hai bố con mình có thể là mình trải nghiệm cùng với nhau. Và chắc chắn là ngày hôm nay bé Minh sẽ được bố mình nấu ăn ngay tại chương trình luôn. Con có thích không? Dạ thích. Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con tiếp theo, đó là bố Bảo Anh và bé Gia Hân. Xin mời. Trời ơi, một công chúa nữa. Dễ thương. Dạ, em chào bố và chào bé ạ. Bây giờ lời đầu tiên thì bố Bảo Anh, mình hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngô Bảo Anh. Năm nay mình 39 tuổi, thì mình làm việc ở nhà xe Tân Lập Thành. Anh có quan hệ gì với ca sĩ Bảo Anh không ạ? Không. Em thấy tên ca sĩ là em thấy khoái rồi đó, mà vui tươi. Hân ơi. Con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Con xin chào cô chú, con tên là Ngô Gia Hân. Hôm nay con 6 tuổi, con rất vui vì được đến chương trình Bố là tất cả. Hôm nay con đi cùng với ba con, ba con tên là Ngô Bảo Anh. Hân ơi, hôm nay con 6 tuổi đúng không? Dạ. Hôm qua con mấy tuổi nè? Hôm qua con vẫn 6 tuổi. Ngày mai con sẽ mấy tuổi nè?
Con nhận 6 tuổi. À, 6 tuổi luôn, hay quá. Chú ghẹo nè, chú đừng có ghẹo bé Hân nha. Thật ra bé Hân là một diễn viên nhí diễn rất là hay đó. Tại vì em đã có dịp được gặp bé Hân ở ngoài rồi. Phải hả? Hẹn chị thấy mắt to nè. Và có một cái dự án là hai cô cháu cùng tham gia chung với nhau. Wow. Dạ, đó bé... là gì? Bé chứ em là đóng vai. Bé là đóng vai em lúc nhỏ. Có nghĩa là em đóng vai lúc lớn và bé Hân là đóng vai em lúc nhỏ. Chị anh thấy nét giống nhau luôn. Không phải, và ngày hôm nay lại vô tình gặp bé Hân ở đây. Và hôm nay là Hân không phải là mình chạy show. Tại bình thường chạy show là đi với mẹ. Đó, bữa đi quay là đi với mẹ. Và ngày hôm nay là được bố là thách tùng đến đây. Và hai bố con lại tham gia chung. Cho em hỏi là tại sao mình lại quyết định tham gia chương trình này ạ bố? Nhất là đi lên chương trình để được trải nghiệm, được hai được xem hai bố con được hiểu nhau được bao nhiêu nữa. Hiểu nhau hơn là bố cũng muốn thử sức xem là và bố sẽ hiểu bé được nhiều bao nhiêu. Giờ hai bạn á, mình coi như mình bắt tay làm quen nhau đi. Hôm nay là mình đi tới gặp bạn, nhiều khi mình sẽ có một cái người bạn mới thì sao? Kìa, bạn gái ta chủ động đưa cái tay là thấy không? Ta diễn viên là người ta dạng dĩ lắm. Bạn trai là hơi còn ngại ngùng. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay thì cô Lan hy vọng là hai đứa con sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc thật dễ thương cùng với bố của mình nha. Và bây giờ không để quý vị khán giả phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình được mang tên Tình yêu của bố. Bố Phong, bé Minh, bố Bảo Anh và bé Hân đã sẵn sàng cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và vòng này thì em xin phép sẽ được hỏi một tí xíu về cuộc sống của gia đình mình. Đầu tiên thì em xin được hỏi bố Phong và bé Minh nè. À, chắc chắn là công việc của bố là nãy bố có chia sẻ là bố là giao hàng đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên là chắc là mình phải đi làm suốt cả ngày, không có nhiều thời gian với bé đúng không ạ? Một ngày thì bố sẽ đặt ra cho mình là mình sẽ làm trong khung giờ từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ thường thường thì bởi vì ở nhà em á, em còn có thêm một bé nhỏ là mới được 8 tháng tuổi. Mình có em phải không con? Dạ. Thì bình thường là buổi sáng em sẽ dậy khoảng lúc 6 giờ là để cho bé dậy rồi đánh răng rửa mặt cho bé ăn sáng, đưa bé đi học. Dạ. Thì bắt đầu 7 giờ em sẽ đi làm. Đi làm thì đến 10 giờ 40 em sẽ đón bé về để cho bà nội cho ăn uống xong đầu em lại đi làm tiếp. Rồi xong đến khoảng tầm gần 2 giờ em đi về. Em về em ăn cơm rồi xong em lại đưa bé đi học. Nữa 2 giờ bé vào trường. Thì trước 2 giờ em sẽ đưa bé vào trường rồi xong em lại đi làm. Thì đến 4 giờ 20 em lại về, em lại đón bé. Đón bé xong đưa bé về. Nếu như em chưa đủ đơn thì em lại đi làm tiếp. Nói chung là cứ ngày nào em sẽ sắp xếp như thế để làm sao vừa đi làm được và vừa lo cho con. Bởi vì vợ em cũng đi làm mà xong nhà lại có em nhỏ nên là thời gian nó hơi... Dạ, em hiểu. Nhưng mà cho em hỏi bé sau là bé trai hay bé gái ạ? Cũng may mắn là cũng ao ước một bé gái thì cũng may là được bé gái. Bé dạ, sau bé gái. Có nếp có tẻ đầy đủ. Cho em hỏi là chị nhà là mình tên gì ạ? Dạ, vợ em là Võ Trúc Linh. Dạ, chị Linh thì hiện tại đang làm công việc gì vậy bố? Dạ, vợ em hiện tại bây giờ là vừa đi làm nail, làm tóc thì với là phụ thêm bán hàng cho người chị nữa. Có nghĩa là hai vợ chồng mỗi người một cái công việc. Dạ. Vậy thì hầu như nếu như mà bố đi như vậy và chị nhà cũng đi như vậy thì cơm nước của bé sẽ ai sẽ là người lo? Dạ, thường thường thì ví dụ như trước khi đi làm vợ, bởi vì vợ em sẽ đi làm muộn hơn. Thì trước khi làm vợ sẽ là người đi chợ mua đồ về xong tới nhà có bà nội nữa, bà nội vào ngoài Bắc vào bà chăm em nhỏ thì thường thường đi làm là bà nội ở nhà vừa trông em vừa nấu ăn cho hai vợ chồng nên cũng đỡ. Thường nếu như không có bà nội vào thì thường thường vợ sẽ là người ở nhà phụ bởi vì mình đi làm. Mà anh Phong có biết là bé Minh là sống mũi mọi thứ giống anh y chang như một cái bản sao của anh, rất là đẹp trai luôn. Không, nhưng mà ba thì chắc là phải chạy theo con hơi lâu mới được. Con mẹ lần này là mẹ thương ba dữ lắm mới là có một cái bản sao đẹp như vậy. Bình thường ngày xưa hay trêu, có nghĩa là lúc mà mẹ mang bầu Khải Minh á, hay xem Sơn Tùng hát nên là có hát một chút Sơn Tùng đó. Người ta hay nói là khi mang bầu mình muốn con mình là sẽ giống một cái người đó, mình cứ xem hình người đó hoài. Tại sao đẻ con ra là chọn bé giống như vậy? Mà anh Phong đẹp trai mà mũi cao rồi mặt rất là đẹp. Ba ốm, thời gian ba bị bao tử nên ba không có mập được. Dạ. Yeah. Em cũng muốn hỏi là vậy thì thời gian nào anh chị sẽ dành cho bé như là rảnh rỗi để mà có thể cho bé vui chơi hay là dẫn bé đi chơi ạ? Thật ra cái công việc của em á, khi em chọn làm nghề shipper á,
là nó sẽ giúp em, có nghĩa là chủ động về thời gian. Ví dụ như khi nhà mình có việc gì em sẵn sàng nghỉ được, có nghĩa là hoặc là đang đi làm em có thể nghỉ được. Chứ nếu em đi làm ví dụ như giờ hành chính thì em sẽ không thể có thời gian dành cho con. Em chủ động thời gian hơn nên em mới chọn được shipper để dành thời gian nhiều hơn cho con. Minh ơi, khi mà con nghe được cái chia sẻ này của bố thì con phải biết là bố thương con rất là nhiều đó. Như vậy phải yêu thương bố nhiều hơn nha con nha. Thế thì em xin được hỏi bố Bảo Anh và bé Gia Hân à. Em không biết ở nhà thì bố và mẹ ai sẽ là người dành thời gian nhiều cho bé Gia Hân hơn ạ? Mẹ ở bên bé suốt. Mẹ bên bé suốt. Vậy tính ra thì trong một ngày bố đi làm như vậy thì bố sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để có thể dành thời gian cho bé? Thường tới buổi tối, tới khi làm xong việc khoảng 7-8 giờ có khi. Bữa nào công việc nó còn nhiều thì tới 9 giờ đêm mới về tới nhà. Nếu mà 7-8 giờ thì em nghĩ là bố có thể kịp cái khoảng thời gian ăn tối cùng với gia đình. Có những hôm nào mà bố không kịp về ăn cơm với con không Hân? Có lần ba con không kịp về nhà ăn cơm với con, nhưng mà ba kêu là ăn trước đi, khi nào ba về rồi ba ăn. Vậy thì những lúc đó trong lòng con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy buồn. Rồi con có ăn cơm không? Lúc con có chờ ba là con ăn trước luôn? Dạ, con đói quá nên con ăn trước. Buồn nhưng mà vẫn ăn con Lan. Cái đó là điều chắc chắn, hay là buồn nhưng mà có nghĩa là lo cho sức khỏe. Có bao giờ mà con gọi điện thoại như là ba ơi về ăn cơm với con đi, có bao giờ gọi không? Cái vật kiểu như tới giờ cơm mà ba chưa về đó. Thỉnh thoảng là mẹ con có gọi cho ba thôi chứ con không có điện thoại nên con không có gọi. Là con không được gọi. Có bao giờ con xin mẹ gọi không? Nếu như cô Lan nghĩ và giả sử mà bé Hân gọi, ba mà có bận máy, ba cũng sẽ bỏ công việc về ăn cơm đúng với con. Rồi con nhắn tin với ba mà con viết lộn nên là con gọi ba luôn, mà ba nói xí nữa về. Rồi cuối cùng là có đúng là một xí nữa ba về không? Vậy đúng. Là có lần là con có gọi ba là ba về đúng không? Dạ. Ở nhà đó, nếu như mà anh với lại chị nhà thì ai sẽ là người nghiêm khắc với bé nhiều hơn ạ? Mẹ. Mẹ nghiêm khắc hơn. Vậy những lần mà mẹ nghiêm khắc với bé thì bố có xen vào không ạ? Vô giải cứu không anh? Giải cứu. Mẹ ở nhà có quy tắc là khi mà ai mà dạy bé hay là bé em nữa là không có được nói tới. Nhưng mà sau đó có bao giờ mà ví dụ như mẹ nghiêm khắc quá mà khiến cho bé phải khóc không ạ? Khóc hả? Khóc là thường xuyên rồi. Nhưng mà sau đó thì bố sẽ giải quyết như thế nào? Sau đó bố từ từ bố sẽ nhiều khi có nhiều chuyện bố sẽ giải thích, gặp riêng với Hân rồi bố cho sẽ giải thích nó là tại sao mẹ la con vấn đề này. Con phải biết sai chỗ nào con sửa. Gia Hân ơi. Dạ. Bố con nói có đúng vậy không? Dạ đúng. Mẹ với lại bố thì con sẽ thích gần gũi với ai nhiều hơn? Thích chơi với ai nè? Thích chơi với ai nhiều hơn nè? Ba, tại vì hồi nhỏ ba làm con ngựa hoặc là chiếc xe cho con chạy. Thời gian rảnh ở gia đình chơi với con để cho có tình cảm. Dạ, có nghĩa là ngày rảnh rỗi bố sẽ dành thời gian cho bé nhiều. Cô Lan, bây giờ vậy mình sẽ xem hai bố con có hiểu nhau không ở cái vòng tiếp theo. Thì nãy giờ là mình thấy các bố các con bắt đầu hiểu nhau, nhưng mà hiểu cái vòng kỹ hay không, vòng 2 là mình biết liền. Dạ đó. Đúng rồi, ở cái vòng 2 là sẽ có rất là nhiều câu hỏi rất dễ thương đến từ chương trình. Nhưng mà trước khi mà đến vòng 2 em muốn hỏi là bố Bảo Anh đi, bố nghĩ là bố sẽ biết hết tất cả những sở thích của bé không ạ? Vòng 2 hơi khó nha anh. Dạ. Chắc cũng được bao nhiêu phần trăm anh? 70-80%. 70-80%. Vậy còn bố Phong thì như thế nào? Chăm bé từ nhỏ rồi thì chắc là không khó với chắc bố hiểu đúng nhau à? Đúng không ạ? Cũng đủ để hiểu được con, nhưng mà đôi khi con nít mà. Nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà đôi khi tự nhiên hôm nay đang thích, bình thường là thích cái này, nhưng mà một khi lúc đang đi trên đường liếc thấy một thứ gì đó lại thích cái khác hơn. Nên là mình cũng không đoán trước được đâu, con nít mà. Thì bởi vậy chương trình mới là có được cái vòng 2 mang tên là Tâm Ý Tương Thông. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao cho ít phút quý vị nha. Hãy
lại cái được. Thưa quý vị, lúc này đây thì bố Phong và bé Minh đã sẵn sàng cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi bao gồm câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Ở mỗi lượt câu hỏi nếu như mà chúng ta đoán trúng thì chúng ta sẽ được 1 điểm. Và ở câu hỏi hình á thì bố con sẽ là người vẽ và con sẽ là người đoán. Nếu như mà con đoán được hình bố con vẽ, đoán đúng hình nào chúng ta sẽ có 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương đương là 5 điểm. Và bố Lan xin chúc cho hai bố con may mắn ạ. Rồi, mình về vị trí cổ vũ các bố nha. Dạ. Bố Phong nghĩ là bố Phong đoán được đúng mấy câu? Khoảng 4 câu. 4 câu cô lại khiêm tốn. Nhưng mà em nghĩ là bố đã chia sẻ là bố chăm sóc cho bé từ nhỏ luôn, cho nên là chắc chắn tất tần tật về con. Em nghĩ là nhiều khi là hắt xì một cái thôi là đã biết là con muốn gì rồi. Đúng rồi. Minh ơi, bây giờ con đã sẵn sàng đến với trò chơi của chương trình chưa nè? Dạ. Bây giờ con ve cái nè. 1 2 3. Yeah. Bây giờ con muốn con hỏi hình hay con hỏi chữ? Dạ chữ hình. Dạ chữ hình là gì? Dạ hình. Hình ha. Yeah. Rồi. Câu hỏi hình đầu tiên dành cho bố Phong và bé Minh có nội dung như sau. Đây là loại bánh nào? Đó, ăn rất là ngon. Anh vẽ ra, anh vẽ ra. Anh ơi, không được nói à. Bố con vẽ đẹp không? Ba con chưa từng vẽ. Ba chưa từng vẽ, hay là chưa từng thấy ba vẽ bao giờ hả? Dạ. Ừ, vậy nếu như ở nhà mà con không hiểu, con không biết vẽ cái gì thì con nhờ ai? Dạ, nhờ mẹ. Tại sao lại không nhờ bố mà nhờ mẹ? Vì ba con không biết vẽ. Ồ, chắc cái phần này hơi khó khăn với lại bố Phong đây ạ. À, cái bánh này bé đã ăn chưa ạ? Bánh này bé chưa ăn bao giờ. Anh phải mua sau chương trình nha. Chưa ăn bao giờ làm sao mà bé biết tên được ta? Bé đã từng thấy qua bánh này chưa ạ? Có thấy, bởi vì mẹ cũng có đổ rồi. À, mẹ có làm ở nhà cho ba. À, có nghĩa là mẹ có làm rồi và bé đã từng thấy bánh này rồi nhưng mà lại bé lại chưa ăn. Ủa, em thắc mắc là tại sao mẹ làm ở nhà mà bố được ăn và bé lại không được ăn ạ? Thường thường bởi vì cái bánh này bé không thích ăn cho lắm. À, không thích. Thì cô Lan đang cố tình để cô Lan hỏi bố để cho con những cái gợi ý đó. Là tại vì bố nói là bánh này con chưa ăn nhưng mà ở trong nhà mẹ làm mà con lại không thích ăn. Thì mình ráng mình nhớ coi đó là bánh gì kèm theo cái hình mà bố 3, vẽ nữa nha. 2, 1, dơ bảng. Đây là bánh gì ạ? Dập cái bánh đó là bánh vòng tròn, dập lại nó sẽ như bây thế này. Bây giờ mình phải gợi ý đi, gợi ý cho nó bé là... Nó có màu vàng. Bánh có màu vàng. Phải chiên với bên dầu. Bên trong bánh có là tôm nè, có giá nè, có mít thích ba rọi nè, có đậu xanh. Bánh này là khi bỏ vào chảo nó sẽ kêu tiếng gì á? Gợi ý cho con đó, gợi ý cho con khi mà mình bỏ gì vô chảo mình... Bỏ một cái thì nó sẽ kêu tiếng gì? Bọp 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 bọp. Dễ thương đúng không? Dễ thương. Còn ngoài cái tiếng bọp bọp còn tiếng gì nữa nè? Xì. Cái gì? Xì. Xì hả? Xì. Gần đúng rồi. Thôi em nghĩ là chắc sẽ rất là khó đó. Đúng rồi, bây giờ mà ráng nữa thì bé cũng sẽ không đoán. Rồi con cho đâu. Đại một cái tên bánh nào đi ạ? Cho Đại đi. Rồi con ráng con nhớ cái tiếng kêu này. Hồi nãy xì là gần đúng rồi đó. Đáp án con là gì? Đó lớn lên. Bánh xì đúng không? Rồi bánh xì. Đáp án bánh xì của con gần đúng rồi, nó là bánh xèo. Xèo. Tiếc ghê, xì là gần xèo là cái là được rồi. Không sao, ở câu hỏi đầu tiên này mà dù không đúng nhưng mà bé cũng đã có thêm một kiến thức rồi. Nhớ về chương trình này nói bố làm liền bánh xèo cho con ăn. Bởi vì món bánh lắm, này rất, rất ngon. Là ngon nha. Nha. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo thì con muốn chữ hay hình nè? Dạ hình. Hình rồi, tiếp. Mời chú rồi. Phúc ạ. Câu hỏi hình tiếp theo cho bố Phong và bé Minh có nội dung như sau. Đây là loại trái cây gì? Ở nhà thì bố và mẹ hay mua trái cây gì cho con ăn nè? Dạ là xoài. Xoài. Dưa hấu. Dưa hấu. Dâu. Thanh long. Nho. Táo. Thanh long. Đu đủ. Nho. Rồi 3, 2, 1, dơ hình. Đây là trái gì? Trái vải. Dữ vậy ta? Con nhìn kỹ nè, nhìn kỹ nha. Thật sự cô Lan nhìn cô Lan không biết là trái gì. Xong rồi bố vẽ ba cái cục gì đó mà cái này nó nhú lên một cái gì đó giống như cái bơ chấm 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 luôn. Dạ anh không nói nè, anh không nói nữa. Đây là trái gì con? Dạ trái vải. Trái vải là đáp án. Chắc chưa? Trái vải là đáp án. Chính xác. Nhưng mà cô Lan hỏi thiệt là con nhớ, con nhìn cái hình nè và con nhớ lại là con đã được ăn trái này chưa? Dạ chưa. Chưa. Vẫn chưa từng luôn. Mình ve cái đi nào, 1, 2, 3. Yeah. Chúc mừng hai bố con đã có được 1 điểm rồi ạ. Và câu hỏi tiếp theo thì con muốn hình hay chữ ạ? Dạ chữ. Chữ rồi, câu này của cô Lan nha. Theo con thì đội bóng đá nào mà bố con thích? Bố Phong thích nha. Con có thể liệt kê mà một số đội mà bố thích. Bố thì chỉ có một đáp án nhưng con có thể có nhiều đáp án. Rồi. Rồi. 3, 2, 1, dơ bảng.
Ba là người Việt Nam, ba phải yêu thích bóng Việt Nam. Ba thích đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đi xem Việt Nam đá đúng không? Nhưng mà tại sao con lại nghĩ là Mỹ? Mỹ có thể giải tiếng Anh cho mình. À, của ba thích chứ không phải là con thích. Là con đang hiểu là con thích hay là ba thích? Con thích. À. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Không biết là chữ hay hình nè. Dạ hình. Hình là chú. Dạ hình là tấm chú. Tấm hình cuối cùng nha. Dạ. Hy vọng là sẽ bố con sẽ thắng. Câu hỏi hình dành cho bố Phong và bé Minh có nội dung như sau. Đây là câu chuyện cổ tích Việt Nam tên gì? Con có biết chữ. Về câu chuyện cổ tích Việt Nam không? Chị nghĩ được là chuyện Doraemon. À, cái đó là chuyện của nước ngoài. Ô, bố ơi, cho em hỏi là các câu chuyện cổ tích của Việt Nam thì bé chưa được nghe qua hả bố? Có kể, ví dụ như bình thường bà nội cũng có kể, nhưng mà thường thường sẽ không ít khi... bởi vì thật ra là ba mẹ đi làm nhiều, không có thời gian giống để kể chuyện những câu chuyện cổ tích cho bé xanh nghe. Đúng là cái này là do ba cần phải nhìn nhận lại. Vậy là câu này sẽ khó với bé rồi, bé không biết chuyện này rồi. Em hiểu thôi. Thôi thì ở cái câu này thật sự là đối với thật sự nó cũng rất là khó. Bố vẽ xong rồi, mình dơ bảng ha. Mời bố 3, 2, 1 dơ bảng. Con không biết thì con có thể nói không biết. Bố đang vẽ câu chuyện biểu tượng là một người ở trên núi và một người ở dưới biển, và đã có một cái cuộc chiến xảy ra đó. Và con có đoán được câu chuyện gì không? Có bốn chữ, con nói đi, con có biết không? Dạ không biết. Rồi, con không biết. Và đáp án của bức hình này là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Câu tiếp theo sẽ là một câu chữ ạ. Và đây sẽ là một câu em nghĩ là trong tầm tay của bố và bé. Món ăn nào mà bé Minh thích nhất ạ? Dạ anh ghi ra đi ạ. Còn ghi ra đây món nào thích nhất. Món ăn nào mà bé món Minh ăn nào thích con nhất thích. Tối nay thì bố về bố sẽ mua rất nhiều truyện tranh, truyện cổ tích, bé đọc cho bé nghe và cho bé ăn nhiều món ăn. Bố sẽ chỉ món này từ đâu, nguồn gốc như thế nào, màu sắc ra sao. Thịt bò. Rồi. Hai món rồi, món cuối cùng ạ. Rồi, bé đã viết xong rồi ạ. Rồi, 3, 2, 1, dơ bảng. Ồ, trứng thịt bò, bố thì bố ghi là cơm trứng nè, có trứng nè, hamburger bò nè, có và gà rán. À, thật ra là đều có trứng và bò đấy ạ. Hay quá, chúc mừng hai bố con. Chúng ta là có thêm được một điểm nữa rồi. Có nghĩa là sau 5 câu hỏi đúng không ạ? Thì hai bố con đã được 2 điểm của chương trình. Xin chúc mừng. Chúc mừng, Và Khải Minh ơi, con có muốn là sau chương trình này thì bố sẽ có một món quà cho con không? Con có thích không? Dạ thích. Món nào mà con thích mà con muốn bố mua cho con? Dạ Lego. À Lego. Hầu như các bé, cho em hỏi là bố đã mua Lego cho bé bao giờ chưa? Dạ trong nhà bé gần như là đã đồ chơi nhiều nhất là Lego đó. Dạ. Vậy thì em xin bố đi, xin bố đi con. Ba mua cho con cái đó đi ba. Đó là cái gì con? Cái gì nè? Dạ Lego. Rồi ok, cái miễn là con ngoan, con chịu khó, ngoan, học giỏi và ở nhà là phải chăm em với bà nội thì ba sẽ mua cho con. Dạ, sẵn xin sàng thêm bộ truyện tranh nữa con. Bộ truyện cổ tích Việt Nam nữa. Đúng nhất định lần này ba về ba sẽ mua truyện cổ tích mà sẽ có cả hình cho con để cái này là đó là một trong kỷ niệm mà của ba đã từng trải qua và đó là thật sự ra cái này là thiếu sót của ba bởi vì những cái chuyện cổ tích Việt Nam á đều hướng cho con trẻ mình á sẽ có được rất là nhiều cái kiến thức và những bài học và để sau này lớn lên để làm một người tốt hơn. Đúng rồi, thực sự ngày hôm nay khi mà trải qua những câu hỏi của chương trình, em cũng phải cảm ơn biên tập của chương trình đã cho những câu hỏi rất là hay và đã vô tình, đúng không ạ, gọi là mình vô tình đã giúp cho gia đình ta kết nối với nhau nhiều hơn và đôi khi dẫn bố mình nhận ra những cái thiếu sót trong cuộc sống là tại sao mình không nghĩ ra và bây giờ vẫn còn kịp thời gian để mình có thể thực hiện được nó. Và chúc cho hai bố con sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe và chắc chắn là sau này nếu như mà chỉ cần nếu như cô Lai có gặp lại con, cô Lai chỉ cần hỏi tí xíu cái tên câu chuyện đó là con sẽ biết nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó chính là bố Bảo Anh và bé Gia Hân. Xin mời. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là bố Bảo Anh và bé Gia Hân có vượt qua được 2 điểm so với bố Phong và bố Minh hay không. Bố nghĩ là bố sẽ được bao nhiêu điểm ở 5 câu ạ? 3 điểm. Hơn điểm thôi hả? Con nghĩ là con sẽ hiểu bố khoảng được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 4%. 4%. Vậy là cái mốc con cao nhất là 10% hay là 100%? 10% thôi. 10%. Trong khoảng 10% thì con hiểu bố được 4%.
Bây giờ chúng ta sẽ có 5 câu hỏi bao gồm câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Thì con muốn câu hỏi hình trước hay là chữ trước? Con muốn câu hỏi hình. Hỏi hình trước, rồi xin mời chú Phúc ạ. Câu hỏi hình dành cho bố bà Anh và bé Gia Hưng có nội dung như sau. Đây là loại bánh gì? Các bé rất thích ăn ạ. Từ đó tới giờ thì bố và mẹ đã cho con ăn bánh gì rồi nè, con có thể kể cho cô Lan nghe được không? Bánh tơ. Bánh tô. Bánh cua. Rồi. Những dịp lễ Tết thì con sẽ được ăn bánh gì? Con không biết ăn bánh chưng nhưng mà con biết bánh chưng. Con biết bánh chưng mặc dù con chưa được ăn bánh chưng. Dạ. Con không thích ăn hay là con chưa ăn bao giờ? Con không thích ăn. Tại sao vậy? Bánh chưng là một loại bánh rất ngon đó. Từ hồi nhỏ con không muốn ăn. À, là từ nhỏ là mình đã không thích rồi. 3, 2, 1, dơ bảng ạ. Đây là cái bánh. Còn đây là biểu tượng. Cái tên của cái bánh nó nằm kế bên. Doraemon. Bánh gì con? Bánh của Doraemon. Con đọc đầy đủ cái tên coi. Bánh gì? Bánh chén của Doraemon. Bánh tráng cho con. Bánh tráng. Bánh tráng hay là bánh rán? Con được ăn bánh Doraemon bao giờ chưa? Dạ chưa, nhưng mà con biết con Doraemon. Con biết Doraemon. Bánh rán Doraemon hay là bánh tráng Doraemon? Bây giờ là bánh rán hay là bánh tráng? Cái đó mới là cái điều quan trọng. Bánh rán. Đáp án của con là? Bánh rán Doraemon. Chính xác. Hay quá. À, câu hỏi tiếp theo con muốn hình hay là chữ nè? Dạ hình. Hình. Có một điểm rồi đó nha. Dạ, chúc mừng hai bố con. Dạ, cái nào 1, 2, 3. Yeah. Có điểm đầu tiên rồi. Hình dành cho bố Bảo Anh và bé Ngọc Hân tiếp theo sẽ là: đây là loại trái cây gì? Ở nhà thì bố hay mua trái cây gì cho con ăn? Con bà hay mua trái cây cho con ăn là trái táo. Trái táo. Nhưng mà trong các loại trái cây thì loại trái cây nào con thích ăn nhất? Dạ táo. Táo. Rồi còn trái gì nữa không? Con không biết. Con ăn chuối bao giờ chưa? Dạ rồi. Nho. Dạ rồi luôn. Không biết là trái cây bên đó bố đang vẽ là trái gì ạ? Rồi, nó hơi khó và nó hơi dễ bị lộn đi xíu. 3, 2, 1, dơ bảng. Cái chôm chôm. Không, cái này nó màu vàng. Nó có hộp hơi to nha. Có hộp màu đen. Ăn rất thơm thơm. Hộp màu đen. Ăn rất là ngọt. Con biết trái đó nhưng mà con quên tên. Quên rồi. Tên, tự nhiên bất chợt quên tên. Con biết trái đó nhưng mà cái này con ngọt quên. Lắm. Thường ăn người ta nói ngọt. Là hai con mắt to như là hai hộp. Hộp gì? Đó. Hai mắt to như là hai hộp gì ta? Con không biết thì con có cái nói là giống, con không biết thôi. Nếu con không biết, con nói lớn lên. Con không biết. Đó là trái nhãn. Trái nhãn. Nhãn cầu. Nhãn cầu. Nhãn cầu. Cho nó mắt to như hộp nhãn. Vậy là bây giờ con hãy nhớ tên của trái này là trái nhớ nhãn nha. Nha. Đây là trái nhãn nha. Dạ không sao. Ở cái đáp án này thì hai bố con đã không trùng khớp với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi chữ hay hình nè. Con chọn hình. Hình. Hình nữa. Rồi tiếp tục là chú Phúc. Bố đã vẽ không đẹp, chọn hình hoài, bố áp lực. Câu hình cuối cùng dành cho bố Bảo Anh và bé Hân có nội dung như sau. Đây là câu chuyện gì? Chuyện của Việt Nam luôn. Này chắc thù quá. Dạ. Từ đó tới giờ thì con đã được nghe những câu chuyện nào rồi? Có lần con nghe câu chuyện Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nè. Chuyện nào nữa nè? Con ít nghe chuyện nên là con... Chị biết mỗi chuyện Bạch Tuyết thôi hả? Còn chuyện của Việt Nam thì mình biết được chuyện nào không? Thỏ và rùa. Thỏ và rùa. Rồi chuyện gì nữa nè? Tắm cám. Tắm cám. Còn gì nữa không? Nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Rồi chuyện gì nữa? Hay quá, từ cô Lan thấy con cũng được nghe nhiều chuyện đó. Bố vẽ xong chưa? Xong rồi. À vậy. 3, 2, 1. Bố vẽ một cái con và các nhân con, vật cái bơ để minh họa. Con này bay trên trời. Con này con thấy giống con gì nè? Cho em hỏi là bé dữ á. Bé đã được nghe câu chuyện này chưa? Chắc chưa. Chưa. Vậy thì bây giờ mình sẽ diễn tả đi. Đây là con vật gì mà nó lại to lớn nè, là bay trên trời nữa nè. Con nhìn giống con rồng. Đúng. Được một cái câu chuyện đó rồi đó. Con rồng. Mấy người này là giống như ở trên núi. Cái con rồng là đúng được hai từ đầu của cái chuyện, là còn hai từ sau nữa. Con đã được nghe cô giáo kể qua chuyện mẹ Âu Cơ sinh ra 100 trứng, 50 lên rừng, 50 xuống biển đó. Chưa nè? Dạ chưa. Chưa. À, chưa à? Chưa. À, vậy chắc là ở tuổi của bé chắc là cô giáo chưa kể à? Dạ. Là con có đáp án không nè? Nếu con nói rồng. Con không biết thì con nói không biết hoặc là đáp án là con rồng. Nhưng mà con có nghe trong hoạt hình là con rồng thiên. Con rồng con gì con? Thiên. Con rồng thiên. Và đáp án cuối cùng của con là câu chuyện gì? Con đọc nó lớn lên coi. Câu chuyện...
Con rồng thiên. Con rồng thiên. Và đáp án của chương trình là câu chuyện con rồng cháu tiên. Không sao, câu hỏi này tuy không đúng nhưng mà lại có thêm một câu chuyện nữa. Tối nay bố sẽ về bố kể cho bé Hân nghe nha bố Bảo Anh. Vậy là chúng ta sẽ còn hai câu hỏi chữ nữa. Câu hỏi đầu tiên, bé sợ nhất là con vật gì? Ghi ra đi ạ. Không có nói nha. Con chỉ ghi ra thôi. Cô Lan ghi giùm con nha. Nói nhỏ thôi, nói lớn bố nghe. Nói nhỏ thôi, không có được nói lớn. 3, 2, 1, dơ bảng. Và với cái đáp án này thì là hai bố con đã giành thêm được một điểm nữa. Hai điểm rồi. Câu hỏi cuối cùng. Bố lên. Con bố lên. Có biết những người bạn của bố không? Bạn của bố con là chú Gấu. Chú Gấu. Bác An nè. Bác An. Rồi ai nữa? Chú Thịnh. Rồi. Thì trong ba người đó. Rồi. Người nào mà bố con thân nhất con viết ra đây và không được nói nha. Mời bố không được nói. Ra. Nhìn nhau người ta cũng hiểu đó nha cô Lan. Có. Bố ghi đi ạ. 3, 2, 1, dơ bảng. Chú em. Chú An. Và với cái đáp án này thì hai bố con đã trùng khớp ý với nhau. Vậy là chúng ta đã có thêm được một điểm nữa. Vậy là sau khi mà trải qua được 5 câu hỏi của chương trình thì hai bố con rất là xuất sắc trả lời được 3 câu hỏi và được 3 điểm đúng tiêu chí bố đã đề ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Như vậy là bố Phong, bố Bảo Anh cùng hai bé đã sẵn sàng đến với vòng tiếp theo được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và... Sao cô Lan vui vậy cô Lan? Không phải, tại vì từ tới vòng này em thấy là các bố á, sau khi mà nấu xong là bố nào là cũng đổ mồ hôi cả. Tại vì có những bố khi mà chúng ta đã nấu rất là nhiều á, thì là cái thử thách này quá dễ dàng. Nhưng mà đối với những bố lần đầu tiên khi mà bố nấu cho bé thì đây có thể đó là một thử thách là nó khó khăn và có thể là đáng nhớ nhất của chương trình. Cho nên là đây hiện tại bây giờ trên tay của cô Lan có một cái hộp quà và trong đây có rất là nhiều món ăn. Và hai đứa con sẽ quẩn tù xì với nhau, bạn nào thắng thì sẽ bốc một lá phiếu trong đây. Bốc lá thăm nào thì bố các con sẽ phải nấu cái món ăn trong cái lá thăm đó. Bây giờ hai bạn hãy quẩn tù xì với nhau nha. Minh và Hân, quẩn tù xì ra cái gì? Ra cái này. Quẩn tù xì ra cái gì? Ra cái này. Giờ là Minh thắng rồi, mời Minh. Đây, con hãy bốc một lá phiếu nha. Rồi. Món là lẩu gà lá é đi con. Bông cải xào thịt bò. Rồi con để lại trong đây. Con để lại trong đây. Bông cải xào thịt bò. Rồi con về chỗ của mình nha. Khó nha cô Lan nha, bông cải xào thịt bò. Bông cải xào thịt bò. Đây là một món phải nói là nó vừa bổ dưỡng. Tại vì ăn thịt bò thì rất là bổ máu nè. Mà bông cải xanh thì cũng là rất tốt sức khỏe cho bé nữa. Không biết là món này bố đã nấu bao giờ chưa? Thật ra là cái món này thì ba đã nấu rồi. Ba nấu cho Khải Minh ăn, nấu cho cả nhà ăn rồi. Rồi không biết gia đình bên đó thì như thế nào? Bà ăn thì sao ạ? Bà chưa có nấu đâu. Vậy là hầu như ở nhà là mẹ nấu hết đúng không ạ? Vậy thì bên đây là sở trường. Rồi. Bên đó là sở đoạn. Dạ, nhưng mà nói gì thì nói, em hy vọng là ngày hôm nay sẽ là những cái trải nghiệm mới của bố. Có thể là ở nhà bố nấu thì bố rất là thoải mái. Nhưng trên chương trình chỉ có thời lượng là 30 phút thôi. Cho nên là không thể nào mà mình có thể thư giãn này nọ mình nấu được. Đó, và chưa kể là đây là lần đầu tiên bố nấu trực tiếp và bé sẽ là người thưởng thức luôn. Cho nên là em chúc cho hai bố may mắn và chúng ta hãy đang nấu thật ngon cho con mình thưởng thức nha. Em mời hai bố bước về vị trí bếp của mời mình. Mời bố anh vào vị trí bếp. Tự nhiên thấy các bố đi vô bếp thấy quyền lực quá lên. Dạ. Hai bố sẽ có 30 phút để có thể nấu món bông cải xanh xào thịt bò. Cố lên. Cố lên hả? Cổ vũ rồi. Cho con cổ vũ bố nè. 2, 3. Cố lên. Bố bảo anh. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ba. Cố lên. Bên đây người ta ba ơi mà anh cứ anh chen cái cục của bé à. Ba ơi cố lên. Đó. Làm lại nè. 2, 3. Ba ơi cố lên. Ba ơi cố lên. Ba. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Lố rồi. Lố. Và thời gian 30 phút dành cho các bố bắt đầu.
Như vậy là bố Phong và bố Bảo Anh đã nấu xong món này rồi. Nhưng mà không biết bây giờ hai bé Hưng và bé Minh thử thì thấy như thế nào. Cô Lan thấy ngon không? Dạ em thấy rất là hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt mời các con thử từng bên một. Sau khi mà các con thưởng thức xong, các con thấy là cái dĩa bông cải xào thịt bò nào ngon hơn, hợp khẩu vị của các con hơn, các con cho 2 điểm. Bên nào mà không có hợp khẩu vị bằng thì chúng ta cho 1 điểm. Dạ. Và bây giờ cô Lan với lại chú Phúc sẽ hỗ trợ cho các con có thể ăn cái món này ngon miệng hơn. Các con chỉ việc ngồi tại chỗ, còn việc phục vụ là để cô Lan với chú Phúc nha. Bây giờ chúng ta muốn thử bên nào trước nè? Anh thử trước đi. Đâu hai người cùng thử luôn. Cùng thử bên này đúng không? Con thử bên kia. Không, mình thử từng đĩa ra, từ đĩa này trước xong mình cũng phải thử đĩa này chung để chấm điểm luôn. Bò thôi. Không, con ăn thịt bò thôi à. Ăn gấp được không? Dạ được rồi. Rồi. Cảm ơn cô. Từ từ nha, thử miếng bông cải trước nè. Ngon quá. Sẽ cảm nhận đúng không nè? Từ từ ăn từ từ nè, cảm nhận. Cái này là bố đã vất vả để mà nấu lắm đó nha. Ngon quá. Sau khi xong nó tan chảy trong miệng, bắt đầu mình thử bên miếng. Bên đây thì đúng là thưởng thức, còn bên đây giống như là một vị giám khảo vậy đó. Con muốn chọn cái kia. Từ từ con, từ từ. Từ từ, ủa sao con lại nôn nóng thử cái dĩa kia quá vậy? Wow. Bây giờ con nghĩ cái kia là của ba con. Tại sao con lại nghĩ cái dĩa đó là của bố con? Tại vì con thấy cái này không có... Không giống hả? Không giống cái vị bố con làm đúng không? Dạ. Ý là không giống như cái sở thích của con hay ăn đúng không? Dạ. Rồi được rồi. Dạ, bên này xong rồi ạ. Theo đúng như yêu cầu, chúng ta sẽ lao miệng một tí. Ủa, miếng nước hả? Để cho nó quên cái vị rồi. Để nhớ nha. Để mình chấm điểm cho công tâm mà đúng. Rồi, cô Lan rồi. Sẽ giúp cho con thưởng thức cái dĩa này. Dạ, cắt được ạ. Dạ. Còn bên đây nha. Nhưng mà cô Lan thấy là con không có chịu ăn bông cải thì thật sự là một cái điều nó không có tốt. Cho nên là cô Lan sẽ gấp cho con miếng bông cải. Và con hãy ăn đi, tại mình vì bông cải rất tốt cho sức say khỏe. Xưa. Nếu giả sử như mà con nghĩ đây là cái dĩa của bố con á thì mình hãy ăn miếng bông cải do chính tay bố nấu nha. Từ từ con, từ từ. Từ từ con chừng nghẹn con nha. Mình phải nhai từ từ. Nhai từ từ. Ăn cũng phải đẹp nha, mình ăn cũng phải đẹp và thật là từ từ nhai từ từ đã, chờ chút. Nói chứ nhìn các con ăn ngon miệng như vậy á, các ông bố và các bà mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đó cũng là điều mà thực sự là chương trình cũng mong muốn khi mà các bé ở nhà và có thể khi mà theo dõi chương trình này thì các bé cũng sẽ kích thích cái sự ăn uống của các bé nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, tới bữa ăn là anh thấy các bé ở chung cư anh hay mở chương trình để lên coi và các đoạn này ăn rồi ăn theo. Có nghĩa là nhìn các bạn nhỏ trên chương trình ăn quá ngon. Thế là nhà mình cũng có hứng mình ăn theo à. Bây giờ mình ráng nha. Coi như cái này là ráng mình ăn một tí xíu bông cải nữa đi nè, cho tốt cho sức khỏe giỏi. Bên đây giám khảo là Minh đã xong rồi đây nè. Rất rõ ràng, ăn uống rõ ràng. Và sẽ chấm điểm công tâm nè. Giám khảo Hưng thì hơi khó ăn một chút xíu, khó tính chút xíu. Phải đúng vị nha. Và đúng bây vị, giờ bố thì con hãy cảm nhận hai cái dĩa này. Dĩa nào mà hợp khẩu vị của các con thì cho 2 điểm. Dĩa nào không hợp bằng cho 1 điểm. Bây giờ cô Lan mời Minh trước nè. Minh. Vậy cái này là 2 điểm, còn cái này là 1 điểm. Dạ rồi. 2 điểm, bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Còn Gia Hưng? Bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Bên đây 2, bên đây 1. Vậy là số điểm cũng khá đồng đều với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng số điểm của vòng 2 và vòng 3 xem là hai đội đã đạt được bao nhiêu điểm rồi ạ. Chú Phúc tổng kết chung của Phương Lan đi ạ. Hồi nãy ở vòng thi vòng thứ 2 con được mấy điểm? Con nhớ không? 2 điểm đúng không? Dạ. Rồi con được mấy điểm? Con được 3 điểm. 3 điểm như vậy là 3 với 3 đây là con có 6 điểm. Dạ. Hồi nãy con được 2 với đây 3 điểm nên là con có 5 điểm. Vậy là sau khi trải qua hai vòng thi thì đội của bé Gia Hưng đúng không ạ? Đã may mắn nhìn nó một xíu là hơn được 1 điểm. Và phần chiến thắng đã thuộc về đội của bé Gia Hưng. Xin chúc mừng con. Vậy mình mở cái đĩa là của con bố nào nè. Đúng rồi. Sau khi chúng ta tổng kết điểm xong, chúng ta sẽ bắt đầu mở cái bảng này để xem bên nào mới là thực sự của bố mình Phong, nấu. Bên nào của bố Bảo Anh. Rồi cầm cùng cô Phương Lan 3, nha. 2, 1. Mở. Rồi đây là của bố Phong. Bảo Anh. Bên kia là bố Bảo Anh. Là cô đang chấm điểm cho bố Bảo Anh là nấu ngon á. Có nghĩa là hai bé chấm điểm cho bố của bạn nấu đúng ngon rồi. À vâng à, em không biết là bây giờ mời bố lên có muốn bố là chúng ta thử cái dĩa để mình biết cái hương vị của bé không ạ? Rồi xin hai bố trở lại sân khấu ạ. Dạ, ơi. Xin chúc mừng.
Là bố Bảo Anh và bố Phong cùng với bé Minh và bé Hưng đã hoàn thành các phần thi và rất xuất sắc ngày hôm nay. Chúc mừng các bố con. Và lúc nãy sau khi tổng số điểm xong thì chúng ta đã có kết quả rồi đúng không? Bên bố Bảo Anh và bé Gia Hưng may mắn hơn nhận được giải thưởng của chương trình là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng cho gia đình của mình ạ. Dạ, bố cầm giùm bé nha. Ngoài ra thì hai bé còn có hai con gấu khủng long rất là màu xanh, rất là dễ thương ôm về nữa nè. Đúng rồi, và chưa hết đâu, còn hai phần quà từ chú Phúc nữa ạ. Rồi, mẹ của các bé cũng sẽ có quà đem về tặng mẹ nha. Đó là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da NOL đến từ Hàn Quốc, 95% từ thiên nhiên. Con phải có tặng cho mẹ nha. Dạ, rồi, con cảm ơn chú. Rồi, anh mẹ cái... tặng cho vợ, tặng cho mẹ nè. Dạ, đúng rồi. Và đảm bảo là khi mẹ đang có ở nhà, chắc chắn khi mà biết là bố và bé đem quà về cho mẹ, chắc chắn là mẹ sẽ rất là vui đấy ạ. Chưa hết đâu cô Lan, còn nữa. Hai gia đình sẽ nhận được một cái voucher 1 triệu đồng từ nhãn hàng ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos nữa. Dạ, tặng cho bố Bảo Anh. Quá trời vò luôn. Dạ, tặng cho con nghe. Và bây giờ các bố có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đã trải qua các phòng chơi cùng với bé ạ. Đầu tiên em xin mời bố Phong ạ. Dạ, thì qua các phần thi với con á, thì hôm nay mình có nhận được rất là nhiều điều mình đang còn thiếu sót. Và để sau chương trình này mình sẽ phải về sẽ kể cho con nghe nhiều câu chuyện hơn. Và chỉ cho con cách nấu ăn để sau này thành một người đàn ông có thể làm được mọi việc để giúp đỡ vợ con. Dạ, và cái điều quan trọng là mình sẽ dành nhiều thời gian cho bé hơn đúng không ạ? À? Dạ. Còn không biết gia đình của bố Bảo Anh thì như thế nào ạ? Hôm nay thật là một ngày thật là thú vị. Có một trải nghiệm rất là tuyệt vời, đặc biệt là được chiến thắng nữa. Dạ, và ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên bố vào bếp bố nấu. Và em hy vọng là sau này bố có thể vào bếp nhiều hơn để có thể nấu cho cô công chúa nhỏ của mình nhiều nhiều món ăn hơn. Và cũng thay mặt cho chương trình, em cũng xin chúc cho hai gia đình của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Các bé sẽ mau ăn chóng lớn nè, vâng lời cha mẹ của mình và sẽ luôn là cái niềm tự hào cho gia đình của mình nha. Và thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng của bố là tất cả, 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào bố là tất cả kỳ sau nhé. Xin chào. Xin chào.